Xin chào mọi người. Tối hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến mọi người cái mẫu laptop Toshiba Dynabook. Đây là cái dòng mà cũng rất là bền, bền có tiếng luôn và đặc biệt là giá rẻ mọi người. Máy thì cực kỳ đẹp, cái cấu hình văn phòng là thoải mái luôn. Mã A05 giá chỉ có 3 triệu rưỡi, pin thì trâu là siêu là trâu luôn. Nói chung là con máy này rất là hoàn hảo mà giá nó rẻ mọi người. Màn hình 13.3 inch. Màn hình đó là màn hình HD ha, không phải full HD, nhưng màu sắc mình nói mọi người là cực kỳ tươi, cực kỳ rõ, nó chả khác gì mà full HD hết trơn, nó rất là mịn và rõ, tại vì cái dòng chuẩn nội địa nhìn nó nhìn cái màu sắc nó tươi lắm mà đẹp nha mọi người. Và thường thường mọi người để ý cái dòng này á, là về phím nó hay bóng lắm, thật sự luôn. Rồi cái con này là mình lựa cái con ít bóng nhất trong bầy để mà mình quay cho mọi người. Như vậy là cũng tương đối đẹp rồi mọi người. Người ta ít gỡ đó, mọi người nhìn thấy những cái nhám nhám trên phím không? Đó, như vậy là khá là đẹp mọi người. Đây, góc cạnh nè, bàn rê chuột nè. Đó. Thì thật sự mà kêu khang đẹp thì nhiều người khó tính sẽ không có chịu. Nhưng mà bởi vì những cái dòng này là những cái dòng mà cỏ giá vừa tiền, rẻ tiền, mà như vậy là mình đánh giá là đẹp nha mọi người. Màn hình là 13.3 inch, không có một cái lỗi làm gì hết. Cấu hình Dynabook R73i, cái dòng R73i này mình cũng thỉnh thoảng mình cũng hay view lên mọi người. i5 7200 nha, i5 Gen 7, văn phòng là cũng ok rồi. Nó bằng với một carbon Gen 5 á, RAM 8 GB, nhưng mà đặc biệt là RAM này sau này mình muốn nâng cấp lên 16 mình vẫn nâng cấp được nè. SSD là 256 GB. Máy á là chất lượng bền lắm, dòng này thì bền lắm, xài thoải mái. Mình sẽ quay các ngõ kết nối của nó ha. Đây mọi người, có USB ha, ngõ mạng LAN, ngõ sạc, góc cạnh. Ở bên này có HDMI nè, USB tai nghe, rồi ngõ màn hình để mà đôi lúc mà mình trình chiếu, ví dụ như giáo viên hay gì đó. Mọi người nhìn thấy máy á, như vậy á, vỏ ngoài cũng ok, đẹp. Được cái là mọi người biết sao? Cái dòng này á hả, nó như thế này mà nó nhẹ chỉ có 1,2 kg thôi. Nó nhẹ, mọi người nhìn thấy cái máy như vậy đó, nhưng mà nó nhẹ 1,2 kg là nó bằng những cái dòng mà 7390 hoặc là 5320, những cái dòng Gen 11 của Dell 13.3 cùng size như vậy luôn. Với bọn kia cũng 1,2 kg, con này cũng 1,2 kg thôi. Là rất là ok ha. Cái vỏ thì cũng nói chung là không có bị bể vỡ, nhìn thì cũng khá là sạch sẽ mọi người, chỉ có vết xước lông mèo nhẹ nhẹ đây nè. Đây nha. Đây vết xước lông mèo nhẹ nhẹ đây. Nhưng mà thực sự ra sờ nó không có bị cợm đâu. Đây, nhìn trực diện nó sẽ như thế này. Còn mà nhìn nghiêng mượn ánh sáng á, thì là mới nãy mình thấy đó, đó sẽ như thế này. Đây và ban đêm nếu nhìn trực diện mọi người sẽ thấy nó đẹp lắm. Nhưng mà mình nhìn nghiêng thì mình thấy chỉ có cái vết đó thôi, chứ còn lại là ok hết trơn á. Chỉ có 3 triệu rưỡi cho con máy này thôi, hoạt động hoàn hảo. Mọi người mua hàng thì cọc cho mình 1 triệu, còn lại mình ship code và bao test cho mọi người 7 ngày. Trong thời gian 7 ngày đó máy có lỗi gì mình sẽ đổi máy khác cho mọi người ha. Mã A05, mọi người được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho nên mọi người yên tâm. Nhà mình thì tất cả máy máy rẻ cho tới máy đắt đều có bao zin nguyên bản hết trơn á, cho nên mọi người yên tâm về chất lượng. Cảm ơn mọi người nhiều nha.